Chào các em, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu thêm tiết toán thứ hai của tuần 22 nhé. Trước khi bắt đầu bài mới, chúng ta hãy kiểm tra lại cách quy đồng mẫu số hai phân số. Muốn quy đồng mẫu số hai phân số, ta làm như thế nào? Các em hãy thực hiện bài tập và vở nháp rồi đối chiếu với kết quả. Chúng ta cùng tìm hiểu tiết toán thứ hai của tuần 22, đó là bài so sánh hai phân số cùng mẫu số. Để so sánh hai phân số 2/5 và 3/5, ta sẽ làm như thế nào? Vẽ đoạn thẳng AB và chia làm 5 đoạn bằng nhau. Đoạn AC bằng 2/5 đoạn AB. Đoạn AD bằng 3/5 đoạn AB. Từ hình vẽ trên, ta thấy AC bé hơn AD, AD lớn hơn AC. Vậy 2/5 bé hơn 3/5, 3/5 lớn hơn 2/5. Trong hai phân số có cùng mẫu số, phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn. Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn. Nếu hai phân số có tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau. Để thực hành cách so sánh hai phân số, chúng ta cùng làm bài tập 1, trang 119 sách giáo khoa. Em hãy thực hiện các bài tập và vở nháp rồi đối chiếu với kết quả. Bạn nào đã thực hiện đúng, chúng ta hãy vỗ tay khen mình đi nào. Ngoài việc so sánh hai phân số có cùng mẫu số, ta có thể so sánh các phân số với một. Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số bé hơn một. Nếu tử số lớn hơn mẫu số thì phân số lớn hơn 1. Bài tập 2B trang 119. Chúng ta hãy so sánh các phân số sau với 1. Em thực hiện các bài tập và vở nháp rồi đối chiếu với kết quả. Bài tập 3 trang 119 yêu cầu viết các phân số bé hơn 1 có mẫu số là 5 và tử số khác không. Em nào thực hiện đúng, chúng ta hãy vỗ tay khen mình đi nào. Để củng cố lại các kiến thức đã học, chúng ta hãy thực hành so sánh các phân số sau. Điền dấu lớn bé bằng vào các phân số. Bạn nào đã thực hiện đúng, chúng ta vỗ tay khen mình đi nào.
Như vậy là chúng ta đã học xong bài so sánh hai phân số có cùng mẫu số. Các em về nhà học thuộc, ghi nhớ sách giáo khoa và chuẩn bị bài luyện tập tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại.